Bản tin tối ngày 1 tháng 9. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị buổi tối vui vẻ, một tháng mới nhiều thuận lợi và cùng lắng nghe tin tức của Khỏe Tự Nhiên. Ngay sau đây sẽ là những tin đáng chú ý, kính mời quý vị cùng theo dõi. Tin thế giới, nghiên cứu cho thấy nhược điểm vaccine COVID-19 của Nga và Trung Quốc. Mỹ muốn lập NATO Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. Tổng thống Brazil sắp phải phẫu thuật vào tháng 9. Cứ 50 ngày thì Trung Quốc lại hạ thủy một khu trục hạm. Nhiều người Hồng Kông tẩy chay xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất 8 chuyến bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc mỗi tuần. Đà Nẵng kiểm tra khẩn 13 sản phẩm liên quan đến pate minh chay. Sau đây là thông tin chi tiết. Nghiên cứu cho thấy nhược điểm của vaccine COVID-19 của Nga và Trung Quốc. Các nhà khoa học đã chỉ ra vaccine mà Nga và Trung Quốc phát triển dựa trên một loại virus cúm thông thường là adenovirus type 5. Do vậy, họ lo ngại rằng nó sẽ chỉ có hiệu quả hạn chế đối với những người đã từng nhiễm virus này và như vậy sẽ không hiệu quả đối với COVID-19. Cụ thể, vaccine của công ty Trung Quốc CanSino Biologics là một dạng sửa đổi của virus AD5, còn vaccine Sputnik V do Nga phát triển được phê duyệt vào đầu tháng 8 vừa qua cũng dựa trên AD5 và một loại adenovirus khác ít phổ biến hơn. Bà Anna Durbin, một nhà nghiên cứu vaccine tại Đại học Johns Hopkins cho biết, AD5 làm cho tôi lo ngại chỉ vì rất nhiều người đã có khả năng miễn dịch với nó. Nó có thể không đạt được mức hiệu quả 70% mà chỉ được 40%. Viện Gamaleya của Nga cho biết phương pháp tiếp cận hai loại virus của họ sẽ giải quyết các vấn đề về miễn dịch với AD5. Cả hai nhà phát triển của Nga và Trung Quốc này đều có nhiều năm kinh nghiệm và đã điều chế vaccine Ebola dựa trên virus AD5. Tuy nhiên thì việc nhiều người đã có sẵn kháng thể chống lại AD5 có thể khiến hệ thống miễn dịch không tấn công virus corona mới và vaccine có thể sẽ trở nên vô dụng. Các chuyên gia cho biết khoảng 40% dân số ở Mỹ và Trung Quốc có lượng kháng thể cao do từng tiếp xúc với AD5 trước đó. Ở châu Phi, con số này có thể lên tới 80%. Đồng thời, một số nhà khoa học cũng lo ngại vaccine dựa trên virus AD5 có thể làm tăng khả năng lây nhiễm HIV. Trong một thử nghiệm vaccine HIV dựa trên virus AD5 của công ty dược phẩm Merck & Co vào năm 2004 cho thấy, những người có khả năng miễn dịch từ trước trở nên nhạy cảm hơn với virus gây ra bệnh AIDS. Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng, trong và sau khi thử nghiệm tất cả các loại vaccine dựa trên AD5 thì nên theo dõi tỷ lệ nhiễm HIV ở những quần thể có nguy cơ. Vừa rồi là vài thông tin về vaccine. Mời quý vị chuyển qua tin tức tại châu Mỹ. Mỹ muốn lập NATO Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Stephen Biegun hôm ngày 31 tháng 8 xác nhận, Mỹ đang tìm kiếm quan hệ quốc phòng chính thức gần giống với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO, với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, đặt mục tiêu tạo thành bức tường thành chống lại các thách thức tiềm tàng từ Trung Quốc. Ông Biegun cũng lưu ý có một cuộc đối thoại an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang diễn ra ở giữa bốn nước Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Bộ tứ này còn được biết đến với tên gọi là Tứ Giác Kim Cương, vốn bị Trung Quốc đã cáo buộc là nhắm vào nước này. Thứ trưởng Mỹ khẳng định Tứ Giác Kim Cương sẽ trở thành trọng tâm của một bức tường thành cùng với những quốc gia khác trong khu vực chống lại thách thức tiềm tàng từ Trung Quốc. Và dự kiến, bốn quốc gia sẽ gặp nhau tại Delhi vào mùa thu này. Twitter xóa nội dung mà Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ lại với nội dung chỉ 6% người tử vong do COVID-19. Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ lại thông tin nói về số người tử vong vì COVID-19 ở Mỹ cho tới nay thấp hơn nhiều so với số liệu của CDC Hoa Kỳ. Ngay sau đó, mạng Twitter đã xóa bỏ nội dung Twitter này của ông Trump. Theo đài CBS, đoạn tweet gốc là do một tài khoản Twitter tên là Mel Kiel đăng lên và nói rằng tuần này, CDC đã lặng lẽ cập nhật số liệu COVID-19 để thừa nhận chỉ có 6% trong tổng số 153.504 bệnh nhân COVID-19 tử vong đã ghi nhận là thực sự tử vong vì virus corona. Điều này có nghĩa là 94% còn lại có thêm ít nhất một nhân tố khác khiến cho họ tử vong ngoài COVID-19. Đoạn tweet gốc này sau đó cũng đã bị Twitter thay thế bằng một thông báo cho biết không còn hiển thị nữa vì đã vi phạm các nguyên tắc của Twitter.
Một người phát ngôn của mạng xã hội cho biết đoạn tweet của tài khoản Melkyu đã vi phạm chính sách quản lý thông tin sai lệch về virus corona của Twitter. Tuy nhiên, thông tin này cũng không có gì là bí mật và nó đã có trên trang web của CDC ít nhất từ tháng 5 vừa rồi. Chuyển qua tin tức tại Canada, nước này đã đặt mua gần 90 triệu liều vaccine COVID-19. Thủ tướng Justin Trudeau ngày 31 tháng 8 cho biết Canada đã đạt được thỏa thuận mua hàng triệu liều vaccine từ hai công ty Mỹ là Novavax và Johnson & Johnson. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ đầu tư 126 triệu đô la Canada, tương đương với khoảng 96,7 triệu đô la Mỹ, trong 2 năm để xây dựng một cơ sở sản xuất vaccine ở Montreal, với năng lực sản xuất tới 2 triệu liều vaccine mỗi tháng vào năm tới. Bộ trưởng các dịch vụ công và mua sắm Canada, bà Anita Anna cho biết nước này cũng đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để mua vaccine từ công ty đa quốc gia Anh, Thụy Điển, AstraZeneca, cũng như đàm phán mua thêm liều vaccine từ công ty Mỹ Pfizer đã ký kết trước đó. Vài tuần trước, chính phủ Canada thông báo đã đạt thỏa thuận đặt mua vaccine với hai công ty khác là Pfizer và Moderna. Ông Trudeau nói rằng 4 thỏa thuận vaccine đã ký kết đến nay sẽ cung cấp cho Canada ít nhất 88 triệu liều vaccine. Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada hồi tuần trước xác nhận đã hủy thỏa thuận thử nghiệm vaccine COVID-19 của công ty dược phẩm Trung Quốc CanSino Biologics vì lý do phía Trung Quốc chặn lô vaccine này. Tổng thống Brazil sắp phải phẫu thuật vào tháng 9 tới. Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro hôm 31 tháng 8 đã xác nhận ông được chẩn đoán bị sỏi thận và sẽ phải phẫu thuật vào tháng 9 này. Ông nói, tôi cảm thấy hơi đau nên đi kiểm tra, nhưng tôi ổn, đó là vấn đề tuổi tác. Và thêm rằng, bác sĩ đã siêu âm và nói ông có một viên sỏi thận lớn hơn hạt đậu một chút. Văn phòng Tổng thống hiện chưa bình luận về thông tin này. Ông Bolsonaro năm nay 65 tuổi đã phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật sau khi bị đâm dao trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2018. Lúc đó, ông bị một người nghi ngờ là thuộc phe cánh tả cực đoan đâm vào bụng chỉ hơn một tháng trước khi được bầu làm Tổng thống. Chuyển qua tin tức tại châu Á, cứ 50 ngày, Trung Quốc lại hạ thủy một tàu chiến cỡ lớn. Vào hôm 30 tháng 8, Bắc Kinh hạ thủy cùng lúc tàu khu trục Tuyếp 055 thứ 8 và tàu khu trục Tuyếp 052D thứ 25 tại cảng Đại Liên. Tính từ chiếc Tuyếp 055 đầu tiên hạ thủy đến nay, trung bình khoảng 50 ngày, Trung Quốc lại hạ thủy một khu trục hạm. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 31 tháng 8 tự khẳng định các tàu chiến mới của nước này có thể sánh ngang với các tàu khu trục hàng đầu thế giới, bao gồm cả lớp Arleigh và lớp Zumwalt của Mỹ. Theo trang Naval News, tính từ thời điểm chiếc tàu chiến Tuyếp 055 đầu tiên được hạ thủy, tức là vào khoảng tháng 6 năm 2017, đến nay chỉ mới 36 tháng, Trung Quốc đã hạ thủy được 21 tàu khu trục. Trung bình cứ khoảng 50 ngày, các xưởng đóng tàu tại Trung Quốc lại hạ thủy một tàu khu trục. Trong gần 20 năm, từ năm 1970 tới 1990, Trung Quốc chỉ đóng được 17 tàu khu trục Tuyếp 051. Ông Trang Chuân Chừa, một nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc, biện minh rằng việc Trung Quốc đóng tàu chiến ồ ạt như hiện nay không phải nhằm chạy đua vũ trang hay phục vụ mưu đồ nào, mà bởi Bắc Kinh muốn bù đắp những mất mát trong giai đoạn đầu mở cửa đất nước. Nhiều người Hồng Kông đã tẩy chay xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Theo Reuters, một hiệp hội ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông gồm có các nhân viên y tế và một số nhà hoạt động, trong đó có Hoàng Chi Phong, mới đây đã kêu gọi tẩy chay kế hoạch sử dụng nhân viên y tế từ Trung Quốc đại lục để hỗ trợ xét nghiệm virus Vũ Hán trên diện rộng. Hoàng Chi Phong cho biết, việc đóng cửa hoàn toàn biên giới sẽ là một biện pháp tốt hơn so với kế hoạch hiện tại của chính quyền thành phố. Đồng thời, anh nói thêm rằng, nó giống như việc bạn cứ đi thử thai mà không có biện pháp tránh thai vậy. Trưởng đặc khu, bà Carrie Lam được Bắc Kinh hậu thuẫn đã đáp trả những người chỉ trích kế hoạch này. Bà nói những người chỉ trích đó là có mục đích bôi nhọ chính quyền trung ương. Kể từ lúc đơn đăng ký mở cửa cuối tuần trước, đã có 510.000 người, nghĩa là chiếm khoảng 7% trong số 7,5 triệu dân Hồng Kông đăng ký tham gia xét nghiệm tình nguyện COVID-19 ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, sự tham gia của các công ty xét nghiệm và bác sĩ đến từ Trung Quốc đại lục vào kế hoạch xét nghiệm trên đã khiến cho một số người dân Hồng Kông lo sợ, chẳng hạn về việc Bắc Kinh có thể thu thập dữ liệu sinh trắc học để giám sát họ.
Tin tức tại Việt Nam, Quảng Nam dỡ bỏ khu phong tỏa cuối cùng. Vào sáng hôm nay, ngày 1 tháng 9, các tổ dân phố 4, 5 và 6 ở khối Mỹ Đông, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ với 160 người dân được chính quyền địa phương đã dỡ bỏ phong tỏa. Lực lượng chức năng đã tháo dỡ 3 chốt chặn ở Kiệt 81, 98 và ngõ khu dân cư đường Điện Biên Phủ giáp với đường Nguyễn Thái Học. Từ ngày 25 tháng 7 đến nay, Quảng Nam đã ghi nhận 96 người mắc COVID-19, nhiều thứ hai chỉ sau Đà Nẵng. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất 8 chuyến bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc mỗi tuần. Vào tối ngày hôm qua ngày 31 tháng 8, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải mở đường bay quốc tế thường lệ đến Nhật Bản và Hàn Quốc với tần suất mỗi tuần 4 chuyến bay khứ hồi đến Hàn Quốc và Nhật Bản, dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Theo thống nhất với các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc, trong 4 chuyến khứ hồi mỗi chặng bay, hãng bay phía Việt Nam sẽ thực hiện 2 chuyến và mỗi đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ vận chuyển 2 chuyến. Tuy nhiên, ông Thắng cũng cho biết, việc mở đường bay quốc tế còn nhờ ý kiến của các cơ quan chức năng khác như Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng vì có liên quan đến năng lực cách ly trong nước, giá cả với các hành khách cách ly và quy định kiểm soát dịch với các hành khách nhập cảnh. Vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9, Ban An toàn Thực phẩm Đà Nẵng cho biết đã đề nghị các lực lượng phối hợp khẩn cấp kiểm tra 13 sản phẩm của thương hiệu Pate Minh Chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới, địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đang lưu hành. Theo đó, thời gian tiến hành kiểm tra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, có 13 sản phẩm thu hồi nói trên bao gồm Pate Minh Chay, Pate Nấm Hầu Thủ, Ruốc Nấm Harry Vị Hảo Hạng, Muối Vừng Bát Bảo Đặc Biệt, Ruốc Nấm Harry Hương Thảo Mộc, Giò Lụa Lúa Mì, Muối Lạc Truyền Thống, Muối Vừng Bát Bảo, Giò Nấm Lúa Mì, Chả Quế Lúa Mì, Ruốc Nấm Truyền Thống, Ruốc Nấm Xả Ớt và Ruốc Nấm Cháy Tỏi. Trước đó, vào chiều ngày 31 tháng 8, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế cũng đã có công văn khẩn gửi tới Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM yêu cầu báo cáo về các ca ngộ độc do độc tố botulimun khi ăn pate minh chay. Sạt lở đất ở Việt Trì khiến cho 4 người tử vong. Vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng hôm nay tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định vụ sạt lở đất đã khiến cho 4 người tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn người dân bị vùi lấp để đưa đi cấp cứu. Và tin cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, TP.HCM đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang lên tới hơn nửa tỷ đồng. Vào chiều ngày hôm qua, đại diện Sở Công Thương báo cáo với Ủy ban Nhân dân TP.HCM đến nay đã xử phạt được hơn 3.769 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền là 765 triệu đồng. Theo báo Tuổi Trẻ, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo quy định 176/2013 với mức tiền lên tới 100.000 đến 300.000 đồng. Kính thưa quý vị, như Khỏe Tự Nhiên vừa đưa tin, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, công ty quản lý, phát triển các chợ khẩn cấp kiểm tra lưu hành các sản phẩm của công ty sản xuất pate minh chay này vì có khả năng những sản phẩm đó có gây ngộ độc thực phẩm và nặng hơn nữa là ảnh hưởng tới tính mạng của con người. Thưa quý vị, tình trạng ngộ độc thực phẩm xưa nay không phải là hiếm và cũng không chỉ ở riêng vùng miền nào mà là nằm ở cái tâm của người làm ra nó. Mỗi cơ sở kinh doanh, buôn bán, dù có lớn hay nhỏ, nhưng khi kinh doanh, sản xuất luôn lấy chữ tín làm trọng thì sẽ được lâu bền với thời gian. Và đó là giá trị lớn nhất của doanh nghiệp mà không có tiền nào có thể mua được. Và quý vị thân mến, ngày Trung Thu cũng sắp tới rồi. Trung Thu cũng là thời gian để cho các cháu nhỏ được khám phá những phong tục của ngày Tết Trung Thu, ngày vui vẻ của trẻ nhỏ và cũng như của cả gia đình. Cũng là thời gian hội tụ quây quần bên nhau để hàn huyên và nhấm nháp cái bánh nướng, bánh dẻo hay quả hồng, quả bưởi. Vậy thì rất mong sao cho tất cả mọi người, từ các ông bà tới các cháu nhỏ, luôn luôn được ăn những thực phẩm an toàn, chất lượng, những sản phẩm có uy tín và yên tâm về sức khỏe của mình. Nhưng quý vị cũng đừng ăn quá khác với chế độ hàng ngày để không bị tăng cân ngoài ý muốn quý vị nhé. Chúng tôi sẽ có video cụ thể về cách ăn bánh Trung Thu như thế nào sao cho đảm bảo sức khỏe để gửi tới quý vị. Vâng, sức khỏe là quan trọng,
và các nhà sản xuất thực phẩm luôn luôn chăm sóc khách hàng như chăm sóc bản thân mình thì quả là một doanh nghiệp tốt. Và những lời tâm sự trên đây cũng đã kết thúc chương trình tối nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp gửi về cho chương trình. Xin lỗi quý vị vì Nguyên Ngọc không trả lời được hết những comment đáng quý của quý vị, nhưng Nguyên Ngọc luôn luôn dõi theo những phản hồi để phát triển công việc tốt hơn nữa, để phục vụ tới quý vị. Một lần nữa, cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối hôm nay trên kênh Radio Sống Đẹp. Chúng tôi là chương trình Khỏe Tự Nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại.